Nó mới lọt quá Xin chị ơi. chào tất cả anh chị, các bạn và cô bác nha. Hôm nay mình xin giới thiệu con trăn này cho anh chị và các bạn xem đây. Đó. Con trăn này là quá to luôn rồi các bạn ơi. Chị, con trăn này khoảng nhiêu ký chị? À, con trăn này theo em mới mới tìm hiểu của chị chủ nhà. Chị chủ nhà đây. Chị chủ nhà thì mình cũng có hỏi là con trăn này tầm khoảng 4 đến 50 ký này. To lắm không mọi người? Cái này khoảng nhiêu mét đó chị? Dài lắm hả? Dạ. Dài nó chị chưa đo thử, chắc nó kéo qua chứ tầm cỡ đó bao tầm 45 mét này mà, cỡ 5 mét thôi. Cỡ 5 mét đó mọi người. Con trăn này chiều dài khoảng 5 mét. Tại bữa hổm có đổ chuồng ra đó, nó dài lắm. Con trăn này chị tính bán luôn hả chị? À, rồi Nếu rồi rồi. ai có nhu cầu thì vô. Bây giờ con trăn này ai có nhu cầu mua lại thì chị chủ nhà chỉ Chị phải chứ không hiểu hả? kêu bán luôn nha mọi người. Thì để Lại giá thảo luận đi chứ sao. mình sẽ đăng cái số điện thoại lên mà trên video của mình nha. Đây con trăn đây. Rất là to mọi người ơi. Thì mình quen vậy thôi nhưng mà thật sự ở ngoài thì con trăn rất là to. Này. 5 đến 6 mét đó mọi người. Màu mập ghê luôn hả chị? Đó mà Mập bữa đẹp hôm lắm. chị cái chuồng này nè, nó chặt nó xả ra cái đâu, nó nằm từ đây dài luôn tới đó luôn đó, rồi nó giãn nó vô lại nè. Dạ. Quá trời con trăn rồi. Tại vì giờ nó đang nằm yên mà nó đang mới vừa lột, nó không yếu. Con trăn này là mới vừa lột luôn hả chị? Nó lột cái da nó chỗ lột rồi đó, cái da dài nó mới Đây, yên đó. mọi người xem đây. Con trăn này nó cũng vừa mới lột da nha mọi người. Bộ da nó đây. Da nó đẹp lắm, nó không lột ra rồi đó. Nó mới Nó dài, lột cái từng mình miếng một. thấy to lắm mọi người. Tại ở ngoài trong Trong cái lòng nó nằm cuốn video lại. thì mọi người các bạn xem thì nó Nằm cuốn như lại. vậy thôi. Chứ ngoài thật sự rất là to. Từ 5 mét mấy. Con trăn này theo chị kêu giá khoảng bao nhiêu chị? Không biết nó nói chuyển giảm kìa. Thì là Rồi bây giờ rồi. miếng liên hệ thì thỏa thuận với số nợ đi rồi điện nó chuyển giảm. Rồi thì mọi người có cái gì thì liên hệ số điện thoại nha, nữa mình có để trên góc màn hình á. Thì bây giờ con trăn này chủ nhà kêu bán luôn á. Giá thỏa thuận đi nó bị Dạ. dân mụn, nó sợ mũi cắn, nó dân mụn đi nắm dân Con trăn sợ mũi cắn luôn hả? mụn, mũi nó không có cắn được cái da, nhưng mà nó bu chỗ con mắt con trăn, nó thấy tội nghiệp. Tại Dạ. vì cái da con trăn thì dày mũi cắn được, nhưng mà nó bu chỗ con mắt á là chị bắt dân Đây, mụn là mình dân nó sẽ cuốn đó. quay cận cảnh cho mọi người xem. Ủa, cái lỗ lưới B40 gì, không biết cái đầu con trăn nó lọt không ta? Nó lú lên đỉnh chút. Chứ nó ra không được ha. Đúng rồi, lú là cái cửa này nè, khi mở cửa thả ra nó không ra nó hiện lắm. Nếu mình lại nó cái mình đụng đụng nó vậy là rồi. Đụng đụng nó ngóc Phải đầu hả phải phải thời gian mà quay, lúc em quay để vô cho nó ăn thì nó chị? quấn chân ăn những cái cương quấn luôn. Đầu đầu chị đụng thử ra nó ngóc đầu lên không chị? To quá mọi người ơi. Đó. Kìa, nó ngóc đầu lên kìa. Trời ơi. Lúc đó nó đói nó ngóc đầu lên đó đó, em thả ăn Ok. chút nó vô ăn rồi nó cuốn làm rồi Dạ. nó ăn sẵn trong tầm cỡ nửa tiếng xong cuốn cho ăn vịt nó chết nằm im đó rồi nó mới cất vô. Chị có Thì quay cái lọn clip đó lại đó mà giờ không biết đi. dạ. Thật sự không biết mọi người sao chứ mình ngồi đây mình quay gần gần mình cũng sợ cái đống loài bò sát này lắm. Có cái màu là chiếu ra nó, nếu mà nó lột xong cái da nó thành phẩm lại cái màu nó chiếu màu xanh đẹp lắm, em Dạ. quay vô thấy màu xanh đẹp lắm tại nó Quá mới to lột luôn mọi luôn. người ơi. Chị ở đây chị còn nuôi gì nữa Không chỉ có đâu chăng này không, không nuôi lắm chị ơi, với mấy gà chị? Và đây cũng là bà chủ cũng có bán gạch với xi măng cái cát đá luôn nghe nhà mọi xây người. dựng đó, bán vật liệu xây dựng Bán vật liệu xây dựng á, ở chợ Ngọc đầy Sơn đủ hết luôn hả chị? đầy đủ hết đó nha. Dạ. Ở đây bà chị cũng cũng là Giờ bà mình chủ. cái tháng 12 chưa về chắc Ở mười đây mình cũng tình cờ đi lại mười thấy tháng mười hai bà chỉ vô đây quay nè. tháng mười hai là một tháng tám Người thấy sao con trăn này thấy sao? Mình cũng thấy hơi ớn lạnh tại vì ở gần 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 nó kìa. Mình sát bên nó ngóc đầu là gì nó nhìn kìa. Ôi trời. Ớn thiệt mọi người ơi, trăn mới là vừa lột da nữa. Da to ghê luôn á.
Da quá to. Là chị chủ này là kêu bán luôn nha mọi người. Thì mọi người có ai có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại mình sẽ để trên góc màn hình luôn nha. Và số điện thoại 0908 294 496. Thì ai có mua thì liên hệ với mình sẽ dắt lại đây cho mọi người tham khảo giá cả luôn nha. To lắm, con chân khoảng 4 đến 50 kg. Dài khoảng 6 m. 5-6 mét gì đó. Ở đây nè, mọi người coi nè, nó nhìn mình thấy ghê không? Thôi đi né qua bên đi cho nó chắc. Cái này nó phóng quang cái của mình cũng không biết làm sao nói. Nó né qua đây nè, nó nhìn kìa. Đó, đó. Công nhận ha, cái đầu thì có chút xíu mà cái mình nó to thế. Và thôi thì đến đây đoạn clip mình xin kết thúc. Chúc cả nhà một buổi sáng đầy dồi dào năng lượng và tràn đầy sức khỏe nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Tạm biệt mọi người.